Đó. Tiếp theo thì xin giới thiệu với mọi người một loại cây mà nó cũng không có kém gì các loại cây khác mà nó còn rất là đẹp nữa mọi người ơi. Đó là cây lan ý nha mọi người. Chắc là ai cũng đã biết cái cây lan ý này rồi và có thể là nhiều người đã sở hữu được em nó. Đó. Thì cây lan ý này thì người ta hay gọi cái tên khác là cây bạch môn này hay là cây vĩ hoa trắng này. Đó, cây hòa bình. Ngoài ra còn có cái cây lan ý này thì nó thuộc họ ráy nhá mọi người và có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới Nam Mỹ luôn đấy. Và nó có ở một số nước Đông Nam Á luôn. Lan ý này thì thường mọc thành bụi như thế này và nó có chiều cao khoảng 40 50, có thể lên đến 60 cm luôn. Đó, có màu xanh thẫm và lá của nó hình bầu dục nhọn như thế này, thon thả lắm mọi người ơi. Hoa của nó là hoa màu trắng nhé mọi người. Đó, hoa màu trắng này. Đó, hoa màu trắng rất là đẹp luôn. Cây lan ý này sẽ mang đến cho cái ngôi nhà của mình có năng lượng tích cực này và bằng cái cân bằng cái không khí trong gia đình và giúp cho cái cuộc sống của mình bình yên hơn đó và tránh xa những cái xích mích ra. Ngoài ra thì loài cây này còn có mang ý nghĩa phong thủy là nó có thể phong thủy riêng biệt là nó có thể mang lại tài lộc may mắn cho gia đình của mình đó. Thì cây này rất là dễ nhận dạng luôn đấy tại vì nó rất là đẹp mọi người. Mình đã như thế này này đó, mình ở phòng khách, phòng làm việc rất là phù hợp luôn, đẹp lắm nha mọi người ơi. Thì mọi người nên sở hữu cho mình một loại cây như thế này để ở nhà, vừa tạo cái không gian mát mẻ thoáng đãng cho cái ngôi nhà của mình mà nó có thể là lọc không khí này và đem lại may mắn tài lộc cho chúng ta nữa, rất là phù hợp, rất là đẹp đó mọi người ơi. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với mọi người một loại cây nữa. Đó là cây vạn niên thanh nhá. Cây vạn niên thanh hay là cây trầu bà sữa này, nó có rất là nhiều loại tên. Nó có hình lá đổ bốm như thế này này, xinh lắm mọi người ơi. Đó. Thì cây vạn niên thanh này người ta cũng hay gọi là cây trầu bà ấy, thì nó thuộc họ nhà ráy và sống rất là lâu năm. Thì ngoài cái tế đó thì cây này cũng thường được trồng để ở thanh lọc không khí nha mọi người. Vạn niên thanh này thì có nguồn gốc từ Colombia và Brazil rồi. Sau đó thì nó được nhân giống ở các vùng khác đúng không? Và trong đó có châu Á và có cả Việt Nam luôn nhá. Thì cây vạn niên thanh này thì phổ biến là cây vạn niên thanh bẹ và cây vạn niên thanh lá đốm. Đó mọi người. Lá đốm đây đúng không ạ? Đó. Thì cây cây mà nó phát triển thì nó khá là lớn và độ rộng của nó tầm 3 đến 5 cm đó và có màu xanh lục đậm. Đó, viền lá thì xanh nhạt và ở giữa nữa. Trắng xanh pha lẫn vào nhau nhá. Gần lá có màu trắng này tạo nên cho cái cây nó một nét đặc trưng rất là riêng biệt của loài cây này luôn. Và với vạn niên thanh này thì có hoa màu trắng và mọc bông đơn nhá. Tuy nhiên thì nó rất là ít ra hoa mọi người ạ. Nó khó có thể ra hoa lắm. Mình phải trong bẵm thật là tốt thì nó mới có thể ra hoa được nhá. Tại vì mấy cây này thì để bàn này, để cho ngôi nhà của mình xanh mát hơn thôi. Đó mọi người ơi. Đó mọi người ạ. Đẹp lắm ạ. Thì trong phong thủy vạn niên thanh còn mang đến cái sự thịnh vượng và tài lộc này cho gia chủ. Ngoài ra thì cây này hợp với cả mệnh mộc nữa nhá mọi người. Cây này rất là hợp với cả mệnh mộc nữa. Người mệnh mộc mà sở hữu loại cây này thì nó lại mang cho người mệnh mộc một cái vận khí rất là tốt. Đó. Người mệnh kim cũng có thể hợp với cả cây này, nó sẽ mang lại may mắn đấy, tăng cái năng lượng tích cực cho gia đình của mình luôn và cho bản thân của người mệnh mộc luôn đó mọi người ơi. Cây này rất là phù hợp mình để trong nhà nhá. Cây này sống rất là khỏe, mình không cần phải chăm bẵm nhiều đâu mọi người ơi. Cây này rất là dễ chăm
Mình chỉ cần tưới nước 2-3 lần một tuần thôi nhá mọi người. Nó phát triển rất là tốt. Đó. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu với mọi người một loại cây nữa. Thì cây này thì nó không còn xa lạ gì với cả mọi người rồi. Nó không còn xa lạ gì với chúng ta luôn ấy. Bởi vì cây vạn niên thanh này hay là lan ý, đó là một cái tên nó rất là đẹp mỹ miều rồi. Thì đây, cây kim tiền. Nhắc đến cái cây này là nhắc đến tiền luôn mọi người ơi. Là mình vừa vừa nghe cây kim tiền là tự dưng cảm giác như kiểu là ôi rồi trong nhà của mình rất là nhiều tiền đó, tài vận vào ầm ầm luôn đó. Thì cây kim tiền này thì còn có tên gọi khác là cây tiền phát tài luôn đó, cây kim tiền phát lộc, nó có nhiều tên lắm đó. Loại cây này thì có nguồn gốc từ châu Phi và có thể dễ dàng chăm sóc này, ít sâu bệnh nữa. Cây kim tiền này thì có loại thân bụi và còn cây kim ngân là cây mà thân gỗ nhá, cái này thân bụi này đó. Và lá của nó thì có hai loại cây này thì cũng không hề giống nhau, và hình dáng hay là kích thước nó cũng khác nhau luôn đó. Cây kim tiền này rất là đẹp nha mọi người. Cây kim tiền này được xem như là một cái biểu tượng tốt lành, mang lại cái ý nghĩa thăng tiến trong tiền bạc này đó, cái vận may và cái tài vận của ngôi nhà hay là cho bản thân của mình luôn đó. Ai mà sở hữu được một cái cây này thì rất là tốt đó, vận khí mình ào ào luôn đấy mọi người ơi đó. Và nhìn chung thì cây kim tiền này thì hợp với cả tất cả các mệnh luôn đấy mọi người ơi, nó không kiêng kỵ một mệnh nào hết đó. Vì thế mà các bạn muốn có thể trồng mà đặt cây kim tiền này tại bàn làm việc, phòng học, phòng khách, ban công, cửa sổ, và có thể để nhà bếp luôn, hoặc là để chỗ hiên cửa nhà ra vào luôn ấy, hay là đại sảnh, hay là các quán cà phê, quán ăn đó. Để cây này để thu hút cái tài lộc này, thu hút cái vận khí đó. Mình có thể mua cái này và mình thử mình đặt ở nhà coi xem là cái vận khí của nó mang đến cho mình có hiệu quả hay không đó mọi người. Rất là nhiều cách để có thể thử nghiệm nhá mọi người ơi. Đó. Rất là đẹp luôn mọi người ơi. Thì đây mình vừa nhắc đến cây kim tiền đúng không? Thì bây giờ mình xin giới thiệu mọi người cây kim ngân. Đó. Kim ngân đây. Đây là cây kim ngân, là một loạt cây thân dẻo và ưa chuộng để trồng ở trong nhà và thường được thành trồng trồng thành cụm như thế này. Đây là cây kim ngân ba thân nhé mọi người. Cây kim ngân ba thân này thì biểu tượng cho cái phúc lộc thọ. Đó, rất là ý nghĩa. Đó. Và để trồng được cây kim ngân này thì thường được trồng thành cụm này, và cây của nó là cây thân và nó vươn lên nó rất là đẹp, tạo cho mình cái khả quan khá là đẹp mắt đúng không ạ? Ba cây chụm lại như thế này, người ta có cái câu là một núi là chả nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao đó mọi người. Một cây là chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đây đây là cây này đó, cây kim ngân ba cây chụm lại luôn nha. Lá của nó thì được xòe ra thành 5 nhánh như thế này, 5 nhánh, 6 nhánh, 7 nhánh như thế này, tượng trưng cho cái ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ luôn, cả năm ngũ hành luôn, rất là tốt mọi người ạ. Do đó mà cây kim ngân này thì được rất là nhiều người yêu thích và có thể trồng này, biểu tượng cho cái sự thuận lợi và tốt đẹp cho ngôi nhà của mình, cho gia đình của mình và cho tất cả mọi người luôn đó. Thì rất là ý nghĩa, mấy cây này toàn là mấy cây tốt đẹp không ấy mọi người, rất là ý đẹp và nó có nhiều ý nghĩa đó. Thì đó là 5 loại cây mà mình giới thiệu với mọi người để thích hợp trồng trong nhà và nó không cần phải chăm sóc quá là nhiều đấy mọi người ạ. Và mấy cây này toàn là mấy cây dễ chăm sóc, mình chỉ cần tưới cây, tưới nước một tuần 2-3 lần thôi mọi người ơi. Đó. Nó là một loại cây cảnh để nhà đẹp mắt này, mà vừa nó dễ chăm sóc mà nó còn mang lại cái ý nghĩa tốt đẹp, nó có thể mang đến sự tài vận may mắn
phúc lộc thọ cho mình, cho gia đình của mình. Nên là em mong là trong cái clip này thì mọi người có thể sẽ tìm hiểu được một số loại cây mà nó có thể phù hợp để trong ngôi nhà của mình tìm hiểu và mình có thể là mình liên hệ với em để mà mua cây nhá mọi người. Đó. Em có để địa chỉ và số điện thoại hoặc là để địa chỉ của quán ở đây thì mọi người có thể đến hoặc là mọi người có thể gọi cho mình tại vì là bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Dạ. Thì em xin chào mọi người, em xin phép là kết thúc clip của mình tại đây luôn ạ.